sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, lên ngôi nữ hoàng vào lúc 6 ngày tuổi và có trí tuệ hơn người cùng dung mạo tuyệt trần. Nữ hoàng Mary đáng lý ra được một cuộc sống quyền lực hạnh phúc trên ngôi báu của Scotland. Trái lại, vì bị xoáy vào các âm mưu chính trị loạn lạc lúc bấy giờ, cuộc đời bà không hề có chút bình yên. Ngày lên ngôi nữ hoàng, ngày chỉ còn đỏ hòn nằm trong nôi, cũng là ngày mở đầu cho chuỗi đau thương ám ảnh bà cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Những biến cố liên tục ập đến ngay khi nữ hoàng vừa chào đời. Nữ hoàng Mary Stuart cất tiếng khóc chào đời tại cung điện Linlithgow, Scotland vào ngày 7 tháng 12 năm 1542. Cha bà là vua Scotland, mẹ bà là một nữ quý tộc Pháp cũng khá quyền lực lúc bấy giờ. Biến cố ập đến ngay sau khi Mary ra đời chưa đầy một tuần, đó chính là cái chết đột ngột của cha. Mary đăng quang nữ hoàng lúc mới 6 ngày tuổi. Trong một năm sau đó, vì biến cố chính trị giữa Anh và Scotland, nữ hoàng Mary đã bị vua Henry VIII của Anh Quốc ép cưới con trai của ông nhằm tạo nên một cuộc hôn phối chính trị có lợi cho cả đôi bên. Cuộc hôn nhân sắp đặt này đã bị Quốc hội Scotland từ chối vì cho rằng nữ hoàng còn quá nhỏ tuổi và nếu cuộc hôn nhân này xảy ra thì Scotland sẽ nằm gọn trong tay nước Anh. Tức giận trước lời đề nghị bị khước từ, vua Henry VIII đã quyết định xâm lược Scotland, bắt cho bằng được nữ hoàng trẻ tuổi làm con dâu mình. Từ đó, những cuộc chính biến liên tục xảy ra khiến nữ hoàng Mary phải chuyển chỗ ở từ nơi này đến nơi khác. Mang thân phận nữ hoàng, nhưng cô bé Mary phải chịu kiếp sống lưu lạc. Để thoát khỏi hẳn bàn tay của người Anh, năm 1548, khi mới 6 tuổi, Mary được đưa sang Pháp, quê hương của mẹ mình và được nuôi dạy trong môi trường hoàng gia Pháp. Lúc này, chính sự ở Scotland được quản lý bởi những người trong hoàng thất. 10 năm tiếp theo đó có thể nói là khoảng thời gian bình yên nhất của cuộc đời Mary, vừa an toàn, vừa được sống trong môi trường phù hợp nên Mary nhanh chóng trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nhắc đến vẻ đẹp của nữ hoàng Mary thuở thiếu thời, sử liệu còn dành nhiều từ ngà ngọc như sau. Nữ hoàng Mary có một khuôn mặt nhỏ hình trái xoan, cổ dài và rất duyên dáng, mái tóc của bà màu nâu sáng cùng đôi mắt nâu và đôi lông mày cong. Bà còn có làn da mịn màng, tươi sáng, thân hình cao ráo. Vì thế nữ hoàng Mary thuở thiếu thời được coi là một bé gái xinh đẹp và sau đó lớn hơn là một người phụ nữ nổi bật và hấp dẫn nhất châu Âu thời điểm bấy giờ. Trở thành một người phụ nữ đau khổ, vừa mất chồng vừa bị giam cầm. Đến năm 1558, nữ hoàng Mary kết hôn với Thái tử Francis của nước Pháp. Lúc này bà trở nên quyền lực hơn bao giờ hết với hai danh phận, một là nữ hoàng của Scotland, một là thái tử phi của nước Pháp. Một năm sau đó, quyền lực của bà nâng thêm một bậc khi chồng bà, Thái tử Francis đăng quang ngôi vua, trở thành vua Francis II. Nữ hoàng Mary nghiễm nhiên kiêm thêm vị trí hoàng hậu Pháp. Cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu bởi vua Francis mất một năm sau hôn lễ. Sau cái chết của chồng, nữ hoàng Mary đành từ giã nước Pháp quay trở về Scotland. Sau đó, bà kết hôn với người em họ là Henry Stewart, nhưng cuộc hôn nhân này không mang lại cho bà hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này ảnh hưởng đến quyền lợi của bá tước Moray, người đứng đầu phe kháng cách và là anh cùng cha khác mẹ của Mary. Bá tước Moray tuyên chiến với nữ hoàng Scotland dẫn đến chiến dịch Chelsea Bowray nổ ra, nhưng ông ta đã thất bại và phải chạy trốn sang Anh. Một thời gian sau khi kết hôn, Darnley dần trở nên không hài lòng với vị trí phu quân của nữ hoàng nên đã ra đề nghị sẽ tiếp quản ngôi vua nếu Mary chết trước mình, nhưng yêu cầu đó đã bị bác bỏ ngay lập tức. Tức giận vì đề nghị bị khước từ, cộng thêm việc ganh ghét với Rizzio, người bạn thân của Mary, ông ta đã bí mật tham gia âm mưu lật đổ nữ hoàng của nhóm người thuộc phe kháng cách và đồng thời chính tay giết chết Rizzio ngay trước mặt bà. Mary lúc này đang mang thai đứa con đầu lòng với Darnley và bà lặng lẽ bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên, cái chết của Rizzio đã làm rạn nứt cuộc hôn nhân giữa hai người nên Mary đã tính đến việc ly hôn và sẽ loại bỏ Darnley theo một cách suôn sẻ và có lợi nhất cho đất nước. Darnley sau đó mắc bệnh và chuyển đến ở King of Faith. Năm 1567, một vụ nổ bất ngờ xảy ra ở nơi đây và Darnley được cho là đã chết do bị ngạt thở. Dĩ nhiên, người bị tình nghi hàng đầu trong vụ án bí ẩn này chính là Mary. Nhưng bên cạnh đó còn có lãnh chúa Bothwell, người đã hỗ trợ nữ hoàng trong cuộc chiến với Moray do hai người trước đó bị tình nghi là đã có gian tình với nhau. Một cuộc chiến nổ ra giữa liên minh các lãnh chúa Scotland và thắng lợi nghiêng về phía liên minh. Sau cuộc chiến, Bothwell bỏ trốn, còn Mary bị bắt và giam lỏng ở lâu đài Lochleven. Vài tháng sau đó, Mary bị ép thoái vị và nhường ngôi cho hoàng tử James Dalmorey. Trước đó đã được bà xóa tội và gọi về nước làm nhiếp chính. Buồn bã trước phận đời tai ương, lại muốn thoát khỏi cảnh ngục tù, nữ hoàng Mary đã gửi thư cầu khẩn chị họ của mình là nữ hoàng Elizabeth I của nước Anh và hoàng hậu nước Pháp giúp đỡ nhưng vô vọng. Không lâu sau đó, bà bắt đầu vạch kế hoạch cho cuộc vượt ngục. Cuộc vượt ngục bi kỳ và tiếp tục 10 năm bị chị họ giam cầm rồi tuyên án tử. Cuộc đào thoát này của nữ hoàng Mary từng được sử sách ghi nhận là một trong những vụ đào tẩu ly kỳ nhất trong lịch sử châu Âu. Cụ thể, trong lần lén trốn đi khỏi lâu đài Lochleven đầu tiên vào tháng 3 năm 1568, nữ hoàng Mary đã cải trang thành một người thợ giặt và tìm cách vượt biển về đất liền bằng thuyền. Nhưng lần này hoàn toàn thất bại khi nữ hoàng đã bị nhận dạng. Những người chèo thuyền mà bà thuê phát hiện ra bàn tay quý tộc và khuôn mặt tuyệt đẹp của bà.
Lúc này bà đành âm thầm quay trở về lâu đài Lodge Leven. Không hề nản chí, nữ hoàng Mary tiếp tục kế hoạch lần hai vào ngày 2 tháng 5 năm 1568 với sự giúp đỡ của một đứa trẻ mồ côi mà bà đã kết thân được lúc ở lâu đài. Lần này bà đã thoát ra ngoài, vượt biển thành công và về đất liền. Tại đây, bà đã lấy trộm một con ngựa từ chuồng ngựa của những kẻ đã giam giữ mình và trốn thoát. Sau khi trốn thoát thành công khỏi nơi giam cầm ở Scotland, bà đã lẩn trốn sự truy lùng giáo giết để sang Anh tìm gặp người chị họ là nữ hoàng Anh Elizabeth I với hy vọng chị họ sẽ giúp mình phục ngôi. Mary là cháu nội của Margaret Tudor, chị ruột của vua Henry VIII. Trước đó, vào năm 1558, con gái lớn của Henry VIII, nữ hoàng Mary I của Anh qua đời và người thừa kế là em gái bà, Elizabeth I. Tuy nhiên, Elizabeth lại không được phía công giáo công nhận vì cho rằng bà là con ngoại hôn nên họ cho rằng người thực sự có quyền ngồi vào ngai vàng ấy là Mary Stuart, cháu nội của Margaret Tudor, chị ruột của vua Henry VIII. Tuy nhiên, sự hiện diện của nữ hoàng Mary lại bị nữ hoàng Elizabeth I coi là một mối nguy hiểm cho ngôi báu nước Anh. Buồn thay, không những không giúp em họ Mary của mình, nữ hoàng Elizabeth I đã tống giam nữ hoàng Mary suốt 19 năm trời trong cáo đoàn Carlisle dưới sự theo dõi chặt chẽ. Chẳng những thế, nữ hoàng Mary còn bị quy là có liên quan đến hàng loạt các âm mưu chống lại nữ hoàng Elizabeth I. Cuối cùng, kết thúc 19 năm giam cầm cũng là lúc nữ hoàng Mary bị chính trị họ của mình tuyên án tử. Ngày 8 tháng 2 năm 1587, nữ hoàng Mary bị hành quyết tại Great Hall. Trước khi chết, bà chỉ kịp thốt ra một câu cuối cùng. Đưa bàn tay ra, ôi Chúa, con xin gửi gắm linh hồn con. Năm 1603, sau cái chết của nữ hoàng Elizabeth I, con trai của Mary lên ngôi vua và trở thành James I của nước Anh. Cuộc đời đầy sóng gió của nữ hoàng Mary Stuart đã được ghi lại trong nhiều tác phẩm văn học, lịch sử và điện ảnh qua các bộ phim sử thi nổi tiếng như Mary of Scotland năm 1936, Mary, Queen of Scots năm 1971.